Israel cam kết tìm kiếm sự thay đổi cơ bản về tình hình an ninh ở biên giới với Liban nhằm giảm các cuộc tấn công từ nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Đó là điều Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với đặc phái viên Mỹ Amos Hostein hôm 5 tháng 1. Căng thẳng giữa Israel và Liban gia tăng kể từ khi cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 khi nhóm chiến binh Hezbollah tiếp tục tiến hành một loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Hezbollah giống như Hamas, bị Israel coi là tổ chức khủng bố. Trong cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Amos Hostein tại Tel Aviv hôm 5 tháng 1, ông Netanyahu nói rằng các biện pháp an ninh phải được tăng cường ở phía bắc Israel để khoảng 100.000 cư dân sơ tán có thể trở về nhà của họ, sống trong an toàn và an ninh. Theo thời báo Israel, Nhà lãnh đạo Israel nói thêm, chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu này, dù là về mặt ngoại giao, điều mà Israel mong muốn. Ông Netanyahu không đưa ra thông tin cụ thể về bản chất của kế hoạch. Theo tờ báo này, ông cũng nói với Hostin rằng, sau vụ tấn công chết người ngày 7 tháng 10, Israel quyết tâm, táo bạo và đoàn kết hơn bao giờ hết. Ông Hostin đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden cử tới khu vực này trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Trong một thông báo được đăng lên tài khoản X, trước đây là Twitter của ông Netanyahu sau cuộc gặp với ông Hostein, đã nhắc lại rằng Israel cam kết mang lại một sự thay đổi cơ bản ở biên giới với Liban. Ngoài các cuộc oanh tạc trên bộ và trên không vào Gaza đã giết chết khoảng 22.000 người Palestine cho đến nay, Israel cũng đã triển khai quân tới biên giới với Liban khi nước này tìm cách ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah, tương tự cuộc tấn công của Hamas. Đầu tuần này, Saleh al-Aruri, phó thủ lĩnh có ảnh hưởng của Hamas, thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Beirut của Liban. Trong khi Israel, quốc gia hiếm khi bình luận về các hoạt động quân sự, chưa thừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, thì thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thề sẽ trả thù nước láng giềng phía Nam. Chúng tôi không sợ chiến tranh, Nasrallah nói trên truyền hình, đồng thời nói thêm rằng sẽ không có giới hạn, không có quy tắc đối với phản ứng của Hezbollah.